tiêm an toàn nhé. Tiêm thì tạm thời đến bây giờ là an toàn. An toàn rồi à? Ờ xem nào, quay mặt đây xem nào, cho vào lá à? Cho vào mát à? Chú. Vừa về nhà đây. À. Nớn phết đây. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình vừa ở ngoài cánh đồng về thì đi qua thấy có mấy con châu chấu nó nhảy, thì là lại tranh thủ xuống bắt được có chút xíu thôi. Không có vợt thì bắt nó hơi lâu một chút xíu. Còn thì nếu mà có vợt thì mình nghĩ là chắc là sẽ nhanh hơn ấy. Nhưng mà tiện đường đi thì không có mang vợt theo, có lẽ là chắc phải mượn nhân buổi vợt đi kiếm châu chấu, bởi vì là mùa này ấy, các bạn, mùa này ở cánh đồng ấy thì rất chi là nhiều châu chấu rồi. Thì mình mới tranh thủ mang về tặng cho bạn khuyên mồ này của mình lấy một con. Ở ngoài kia bắt châu chấu mà ở nghe con khuyên mồi này nó níu ấy, mình cảm giác toác mất mỏ đến nơi rồi ấy. Này khuyên này, ăn đi ăn đi, con khuyên này nó nhát lắm các bạn, thôi cứ vứt vào đây thôi. Con khuyên này của mình nó không như cái con khuyên, không như con khuyên mồi, à con khuyên thuần kia. Con khuyên thuần kia thì nó ok hơn. Để mình mang bạn khuyên thuần này xuống cho bạn đấy một con nhỉ, cho bạn đi một con cho nó thay đổi khẩu vị một chút xíu. Hôm nay được buổi trời nó cũng có một chút tia nắng ấy, mình đem phơi này tắm nắng cho các bạn kia. vui phết đấy. Đây, thay đổi cho khẩu vị nha khuyên nhá. Này, làm tí đi. Một tí thôi. Mồi mới lạ này. Ăn đi. Riêng chim mà được cái bộ môn châu chấu này thì thôi rồi, tuyệt vời luôn. Này anh em, ăn đi đấy, giải ngon không? Mình cũng có châu chấu đông lạnh ấy các bạn, nhưng mình không biết là, không hiểu vì sao mình nghĩ là chắc là đông lạnh thì nó cũng không thể tốt bằng hàng tươi sống thế này được. Hàng tươi sống thì nó, mình nghĩ là nó nhiều chất hơn, còn đông lạnh thì mình vẫn cho em họa mi của mình ấy, em họa mi của mình ăn, thế nhưng mà mình không thấy có tác dụng nhiều. Thế này có khả năng lại phải đầu tư sắm cái bộ vợt dế rồi, sắm cái bộ vợt châu chấu thôi các bạn, bởi vì bắt đầu có mùa châu chấu rồi. Rồi bây giờ thì cho em Mi một con châu chấu. Đây, em Mi thì ở hướng này các bạn này. Ôi giời. Chiều nay có nương. Ăn đi, đi. Mi ơi, này nhanh lên. Nhanh lên không mỏi tay rồi. Nó không đón các bạn, nó không đón. Vừa lấy mình cho một con dế rồi mà. Căn bản nào cho một con dế rồi. Bạn ấy không đón thì được mình cho vào đây. Đấy, bạn ấy hóng lắm đấy, bạn ấy hóng lắm đấy. Mình phải lùi ra xa một chút xíu để xem nhé. Anh em ăn đi, ăn đi. Nhát quá các bạn. Thôi kệ nó đi. Yến ơi, đi chơi không Yến ơi? Yến ơi, đi chơi không? Để mình cho Yến xuống chơi một chút xíu các bạn. Bởi vì nó cứ nghe thấy giọng của mình ấy, nó cứ nghe thấy giọng của mình là nó nháo nhác ra, kiểu là mỗi một lần đi đâu về là mình lại thả bạn ấy ra chơi một chút xíu ấy, thì là bạn ấy lại bắt đầu kiểu như quen nghe cái giọng của mình rồi. Từ bé tới lớn đến giờ chưa được ăn châu chấu tươi bao giờ, không biết là cách ăn, không biết cách ăn là có thật đấy các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà sâu quy thì thôi rồi, xong luôn, hoặc là dế thì là xong luôn. Cái kiểu như là chưa được ăn bao giờ thì cái kiểu là châu chấu bao giờ nó kiểu nó cứng hơn với lại sâu quy với lại dế, đâm ra thành ra là bạn ấy chưa ăn quen các bạn ạ. Mãi chả hết được con dế gì cả này. Bây giờ thì mình thử xem nào, thử cho bạn không, mình như cho bạn chim khuyên ở vế trên kia, ở vế trên này này các bạn này, thử một con xem sao. Này anh cho mồi mới này, làm miếng nhé, thử một tí đi xem nào. Mình vẫn đang cho vào cắm 1 với cắm 2 ấy, cho nên là vẫn chưa thấy các bạn ấy có biểu hiện gì của líu cả. Rất nhiều các bạn có khuyên đầu mùa vụ ấy, khuyên đầu mùa ấy, là đã líu rất chi là tốt rồi, nhưng mà khuyên của mình vẫn chưa thấy gì cả các bạn ạ. Ấy, ngon lành chưa? Chịu khó ăn và anh đổi món cho. Đổi cái món châu chấu này thì sẽ phải là vất vả đấy các bạn, bởi vì là
kia kìa, mình vừa lại ở mãi cái thùng bèo kia các bạn kìa, mãi cái vế thùng bèo của vế kia kìa. Đấy, mà ở đấy bắt châu chấu, mà ở nhà nghe cái con khuyên mồi kia nó líu toác mồm luôn, vẫn nghe thấy tiếng các bạn. Ăn đây anh em ơi, vẫn đang ngậm đấy. Đi chơi đi ơi, ra đây chơi. Một bạn thôi. Rồi. Bạn này là bạn mái các bạn ạ, bạn mái đấy. Ôi thôi, đi đâu đấy, ôi, vội thế. Ôi dồi ôi. Thôi, trời ơi, thôi cứ đi xuống chơi đi. Cứ đi xuống chơi với mình đi. Sao? Thôi cứ đi xuống chơi với mình đi. Úi, thế là lên đầu đấy các bạn ạ. Thế là lên đầu mình rồi đấy các bạn ơi. À. Còn trong cái thời gian vừa rồi ấy các bạn, Quế mất một con yểng ấy, nghĩ có cả cũng tiếc thật các bạn nhỉ. Nuôi đến tầm này rồi với bao nhiêu công sức ấy, mà nó lại đi mất thì cả hơi phí. Từ cái câu chuyện của Quế mất chim yểng ấy thì mình cũng chưa kịp hỏi thăm được đến, chỉ là theo dõi video thì thấy bạn ý bảo là mất yểng thì mình cũng biết là mất yểng thôi. Trật tự để anh nói chuyện. Thì mình lại phải dành ra rút kinh nghiệm ấy là cũng phải cẩn thận hơn đấy các bạn ạ. Ui trời ơi, mỗi một lần thả ra là nó cứ đèo nó đòi lên đầu mình đấy các bạn. Sao đi chơi không, đi chơi không nào? Để cho ra đây lốt, đi ra đây. Đấy, ra đây nhá, không được đi đâu đâu nhá. Nhớ chưa? Lại giống như chim của Quế thì thôi, đẹp. Đấy, đầu chỉ tìm đường đi thôi. Đấy, cánh bắt đầu giơ ra là chuẩn bị tư thế là lên đường đấy. Đừng có bạc béo như thế nhá. Công anh nuôi bao nhiêu thời gian đấy. Nhớ chưa? Đấy, con này thì nó cái mỏ nó cái dỉa thế đấy. Còn con này các bạn nhìn này. Đấy, nhìn này, mình quay cho các bạn xem này. Đấy, mổ lát hết cái mũ bây giờ. Nát hết mũ đấy. Ôi giời. Thôi đi xuống. Một đứa thì ở trên đầu, còn một đứa thì cứ ra tập mỏ này các bạn này. Tập mỏ thế này thôi, thế nhưng mà người mổ lắm. Thức ăn đây các bạn nhìn đây này. Vừa sáng là cho ăn vào như người lắm. Sáng mình rửa cho một lần rồi đây này. Yểng này ăn khỏe thật, ăn khỏe, ị khỏe. Ở đây chơi nhá, không được đi đâu đâu nhá. Thôi mình để cho nó chơi một chút xíu các bạn, để rồi mình lại làm cái việc khác đây. Ui, không thì cứ chơi bọn này cứ chơi cả ngày. Ui trời ơi. Thôi đập vào máy quay rồi. Đây, các bạn bảo thế này thì có phải phá hoại không này. Đấy, đấy. Đi xuống đi. Quá không? Hỏng hết máy quay của anh rồi. Nào xuống. Xuống. Đi xuống. Đấy, tí nữa thì rách máy quay các bạn. Ở đây chơi nhá. Các bạn ạ, trong thời gian vừa qua ấy, thì mình cũng đặt mua được mấy quả trứng, trứng giả. Đây là trứng giả đó các bạn, để phục vụ cho chim chỉ. Thì trong này chắc là có 10 quả, sao mình đặt mua 10 quả mà. Thì là mình sẽ cho vào lồng của chim chỉ khoảng độ 3 đến 4 quả, để cho bạn ý là kiểu nhìn thấy trứng, là khi bạn ấy nhìn thấy trứng rồi bạn ấy mổ. Mổ là cái kiểu như đau mỏ hoặc là không có cái kết quả gì thì sau này bạn ấy có đẻ ra, đẻ trứng ra thì bạn cũng coi như thờ ơ với trứng luôn. Để tránh bạn ấy mổ nhầm sang trứng xịn thì mình phải chơi quả trứng giả như này. Để bây giờ mình bóc ra và đem xuống chuồng chim chỉ cho các bạn xem chim chỉ một chút xíu, ngắm chim chỉ của mình một chút xíu nhá. Còn thì mình cũng thấy Quế bảo là cái con gọi là chích cồ các bạn nhỉ, con chích cồ của hắn ấy, hắn bảo đẻ trong thời gian vừa rồi đẻ rất chi là nhiều trứng, thế nhưng mà không giữ được, bởi vì đẻ xong một cái chưa kịp nhặt là chim chỉ của chim chích cồ bạn ý là mổ luôn. Thế thì mình bảo là nếu thế thì thôi được rồi, anh cũng vừa đặt mua được mấy quả trứng giả này thì sao anh mang lên anh đưa cho chú mấy quả về chú để vào trong chuồng, để khi bạn ấy mổ là bạn ấy sẽ cảm giác là không mổ được, là sau bạn ấy sẽ quen thói là bỏ cái thói ăn trứng đi. Yểng ơi, Yểng ăn làm sao được cái vật đó. Yểng ơi, Yểng á, gọi Yểng ơi này, còn á. Dạ chứ lại gọi Yểng ơi này á thế. Sao?
không 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 lên đây, không lên đây nữa nhá. Không lên đây nữa đâu nhá. Chơi đi. Lên đây sao sứt sở hết tay. Ui dồi ôi. Ác không? Ác vừa thôi chứ. Ui dồi ôi ghê. Nó vít máy quay của mình coi như là xít nữa thì gãy máy quay. Đi về chuồng đi. Về chuồng. Chơi thế thôi, về chuồng, về chuồng. Thôi, về chuồng đi để anh đi ra chuồng chĩ. Còn con trên này nữa. Nào. Ủa, thế có ai không? Ai không? Vào chuồng. Đi về chuồng. Thôi, thế thôi. Ui giời ơi. Đi về chuồng, đi về chuồng. Gọi không vâng dạ gì này. Còn á, á mới ố ố cái gì. Á cái gì. Hư thân mất hết. Ở đây tập mổ đi. Mổ dần đi cho quen. Dạo này không bón được cái kiểu cái bạn ấy nó cũng gầy hơn chút xíu. Thôi, mình chia tay với lại hai bạn Yểm này. Chơi vậy thôi. Bây giờ thì mời các bạn cùng với mình ra chuồng chim chĩ nhé. Đây chính là những quả trứng giả đấy các bạn ạ. Vậy là có 10 quả, chính xác là 10 quả rồi. 4 quả này thì mình sẽ dùng cho chim chĩ này các bạn này. Nhìn đấy, rất giống luôn trứng thật các bạn nhỉ. Trong nó là nước đấy. Các bạn nào đã nhìn thấy chưa? Trứng này là trứng kiểu như là mình nghĩ là đồ chơi của trẻ em ấy. Thế nhưng mà người ta có thể là cải biên hoặc là người ta sử dụng vào cái việc khác thì biến dạng nó thành cái việc khác thôi. Chứ mà mình nghĩ là cái đồ chơi của trẻ con này. Đây có cả chữ tàu luôn các bạn này. Đấy. Rồi, bây giờ thì mang ra chuồng chim chĩ thôi. Còn thì còn 6 quả này thì đem lên cho chim chích cồ của quế. Bởi vì nó đang rất cần đấy các bạn. Đúng lúc là mình lại có luôn. Hay thật. Đây, Tân Châu này, gà Thái này. Còn thì mấy thằng trâu rừng thì ở mãi vào góc kia các bạn. Mắt nết lắm, cứ toàn lên sân ăn thôi. Lên sân ăn thì nào có độc ăn không thôi. Cái kiểu như là nó làm cho những cái con chim của mình nó sợ. Giống chim khuyên là một với những con chim trà màu, nó chưa nhìn thấy gà bao giờ. Nó thường hay hoảng ấy. Đuổi nó xuống nó lại lên. Ghê thật. Đây, trong này thì mình cũng có vứt một quả trứng giả vào rồi. Nhưng mà nó to quá, nó không giống các bạn. Quả trứng giả này, quả trứng giả đồ chơi của trẻ con ấy. Xin chào nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Đây, trứng này đẻ đi. Mổ ấy, ra mổ đấy. Các bạn thấy không? Hiếu kỳ lắm. Này, cho quả lửa mổ đi. Mổ không? Đấy. Phải đếm là 4 quả chứ không thì căn bản mình vứt được một quả trứng giả này ở đây. Ấy thế mà tay mình vứt vào. Mà sáng nào ra cho ăn cũng giật mình. Cứ nghĩ là cái kiểu như là nó đẻ ấy. Sau lại đính chính lại loát lại trong đầu là mất khoảng độ lửa giây ấy. Là trứng giả. Đấy. Thế là mà thêm 4 quả này nữa là nhiều khi là phải đếm lại. Kiểu tâm lý mà khi mình thích nó đẻ thì bao giờ kiểu giật mình. Ra nhìn hôm nào thế. Rõ ràng tay vứt trứng vào. Trứng giả vào mà cứ tự mình lại nghĩ là trứng thật. Đấy. 4 quả nhá. Mổ đi. Tu mỏ. Các bạn thấy không? Đẹp nhỉ. Thật sự là mình thấy nó tuyệt vời luôn. Căn bản trong các dòng chim ấy thì nói chung là mỗi một loài là có một cái sắc đẹp riêng. Và có những loài mình chưa nhìn thấy bao giờ. Chắc là chỉ nhìn thấy qua phim ảnh. Nhiều loài là còn đẹp hơn cả chim chĩ này cơ. Thế nhưng mà nó ở thuộc rừng hoang dã, hoặc là những loài động vật hoang dã mà có thể là người ta cấm nuôi ấy. Thì cho nên là người ta cũng không có phổ biến động vật được bảo vệ. Chỉ được nhìn qua phim ảnh hoặc là các thứ tài liệu thôi. Thế nhưng mà để nhìn thấy mắt chân người thật, để nhìn thấy chim chĩ này thì nó quả là tuyệt vời các bạn. Mỗi một lần nó vè con mái là cái lông cổ của nó xòe ra như một cái cánh quạt treo ở trên cổ luôn, tuyệt vời lắm. Thật sự là có những lúc mà mình ngắm nhìn chúng nó mình cảm giác nó quá phê luôn, phải nói là từ quá phê luôn đấy. Phải tả diễn tả như thế nó mới thành nên cái sắc đẹp của nó được thật. Đấy, quên vừa lấy xuống là quên không cầm cho bạn ấy mấy con dế nữa, bởi vì là mình vẫn hay cho ăn dế tươi mà. Cứ cách một ngày lại cho ăn một ngày, mình không cho ăn nhiều quá đâu. Ăn nhiều quá thì cũng không hẳn là cái tốt. Mổ rồi. Mổ tu mỏ đấy. Còn bên kia thì vịt ươi nương sắp sửa đẹp rồi các bạn. Sắp sửa đẹp rồi, lúc nào đẹp lên cho nó đẹp hẳn đi thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Con trống là đang bắt đầu có lông rồi. Có lông rồi. Đấy. Thôi nhá, ở đây nhá. Ở đây mà cứ mổ trứng giả đi nhá. Sau lúc nào có trứng thật là không mổ nữa nhá. Đây gọi là chiến thuật trong thực có hư mà trong hư lại có thật. Đấy. Quát như quát con bò các bạn.
đi qua đây nhìn cái bóng mát này lại nghĩ ra cái câu chuyện hôm vừa rồi Nhân nó quay video các bạn. Có mấy cái cây như này mà cái kiểu như là công an người ta bắt phải chặt đi ấy. Thì các bạn thấy không? Mát nhỉ. Mát thế này mà chặt đi thì cả thì cũng hơi tiếc đấy nhỉ. Mình đang sắp sửa vào tới cổng nhà Quế đó các bạn này. Thế nhưng mà đi qua đây thì lại nhìn thấy cái cây này. Đây mà bị chặt đi thì hơi phí đấy. Chưa nắng mà được cái chỗ này mà hóng mát thì kẻ cũng vui đấy. Mà mình để ý trên video rất nhiều bạn trẻ đến đây chơi nhà Quế là thường hay bất cái quả này các bạn này. Bất cái quả này ăn ngọt phết ấy. Bây giờ là sắp sửa. Ây. Bác cúng bái gì ngoài đây đấy? Hôm đâu? Nay không phải là rằm. Không thấy thầy cúng à? Không thấy thầy cúng. Đâu? Anh lên đây anh tặng chú mấy quả trứng đi, nhưng mà đi qua cái cây này thấy mát mát này, thấy đâu câu chuyện bảo là thấy đâu bảo công an người ta bảo là phải chặt đi à? Công an gì? Bên ấy mà bên đê điều thôi. Anh để xe đi nữa có mất không? Không mất được. Không mất à? Anh cứ ngỡ là tưởng sợ là Hà Nội thì sao chết dở. Vào đây. Em vừa đi tiêm cho cún về đây. Vừa tiêm cho cún à? Ừ đấy. Xem nào. Thế nào tiêm an toàn chứ? Tiêm thì tạm thời đến bây giờ là an toàn. An toàn rồi à? Ừ. Xem nào, quay mặt đây anh xem nào, cho vào nắng à? Cho vào mát à? Chú vừa về nhà đây. À, nớn phết thế này. Thế là ngon lành rồi. Nhưng mà đứng ở trên chỗ này là kiểu như hắn trơn. Chưa có ma sát à? Không trơn mấy đâu. Không trơn mấy à? Tiêm về đi xa hắn sợ đấy. Đúng là một cái kỳ tích đấy. Một cái kỳ tích đấy. Bao nhiêu công chăm sóc vậy nhỉ? Đúng đây. Đốm chân này. Thịt ngay. Đấy, bắt tay. Tiêm hết nhiều chưa? Cả tiêm tiền bột với lại tiền sữa là hết 300.000. À thế. Nhưng mà về tiêm có phải theo ở đây lại theo dõi không? Không. Không ở lại theo dõi. Ngon này rồi. Thế hôm qua xem trên video của chú là lên tới 1 cân rồi đấy. Cân 1 à? Cân 1 lúc nhận nuôi thì không biết bao nhiêu, nhưng mà cái thời mà mang ra Hà Nội là cân được 4 lạng. Cân được 4 lạng á? Thôi được rồi, nếu thế thì anh chúc mừng cún là mau khỏe. Gì nhỉ? Anh vừa đặt mua ở trên mạng được mến này cất được anh con cún này đi cái. Được chụp cái trứng thì nghe chú bảo là chích cổ à? Chích cổ hay mổ trứng à? Thì chú thử dùng cái biện pháp này xem có an toàn không? Vừa bằng đúng bằng trứng chích cổ này. Thì đấy thì kiểu như là nó người ta cũng tính toán hết rồi. Ở bên trong là nó có nước à? Có nước này. Cho con chích cổ nào mà mổ cho tòe mỏ luôn. Nó mua để bác trứng cũ à? Thì trứng cũ chứ làm gì có trứng mới. Quả này hỏng à? Quả này hỏng à? Quả là chảy nước là hỏng đúng không? Không. Anh nghĩ là đây là chỉ chắc là nó mổ. Đây chắc là nó mổ rồi đây này. Làm gì có con chim là nó mổ được bụng này. Đây chó cắn, chó con cắn. À thế gì nhỉ? Anh hỏi chả phải. Anh hỏi thế đâu. Anh hỏi chả phải ngồi đây tí cho nó mát. Mát. À, từ ngày con gì, con Yểng đi đến giờ chú đâu quên gọi là nhồng đúng không nhỉ? Nhồng. Ừ, anh thì quên gọi là Yểng. Đi thì thấy có tìm đường về không? Nếu mà đã thấy về thì đã chả mất. Cho nên là nó bay lên mái nhà nó độc ngoảnh đầu đi thì chẳng còn thấy ngoảnh đầu lại. Buồn nhỉ. Anh vừa đấy cũng hú ý nhìn xem nó có về không, ăn may nó có về không, nhưng mà có khi là không về được thật chú ạ. Con nhầm của anh thế thả ra toàn tìm đầu hướng đi thôi. Về nhà khác rồi. Ờ. Thôi được rồi, anh nên tặng chú thế chúc thành công nhá. Thành công, cũng hy vọng là như vậy, bởi vì là đẻ rất nhiều nhưng mà ăn hết trứng. Thế em không có trứng giả đâu mà nó thế. Ok, mong sao thành công. Bây giờ anh về xem cái ổ chim anh, no ổ chim gáy của anh đây. Thôi về đây. Vừa ở trên nhà Quế về các bạn thì lại phải vào thăm cái Avi. Đây là thức ăn của chim gáy này, chim gì nhỉ? Yến Phụng các bạn. Về tới nhà phải xả nước vào trong cái Avi này các bạn này. Xả nước vào trong Avi này, ở trong này rất nhiều cá. Dạo này chim của nhà mình ấy nó chịu khó tắm ở trong cái bể cá này ghê gớm lắm luôn ấy. Mà trong này nó đẻ ra rất nhiều cá bảy màu rồi các bạn ạ. Em ơi, em xoáy anh cái vòi kia nhá, hết rồi, đủ rồi. À, xoáy xong sau đầy một chút xíu thì là mình sẽ lại tiếp tục rửa cái AV này các bạn. Dạo này bẩn ghê ấy. Thì trở lại cái chuyện hôm qua rất nhiều các bạn có động viên mình rằng là bỏ cái tổ chim gáy ra để nuôi bộ ấy. Thế nhưng thực sự là mình không muốn như vậy đâu. Cái gì mà bố mẹ nó mà nuôi được thì nó sẽ tốt hơn. À, không gì bằng bố mẹ chúng nó. Nếu như trong trường hợp bất đắc dĩ thì mình mới phải nuôi thôi các bạn. Bởi vì là nuôi chim non thật sự nó với các bạn là rất chi là vất vả đấy, chứ không nó không đơn giản đâu. Mà đặc biệt hơn là cái giống chim gáy này nó không há mồm đâu. Nhiều khi là mình phải banh mồm nó ra cho nó ăn ấy, cho nên là rất chi là phức tạp. Mà nói chung là cái chế độ ăn của nó, cái tuyến nước bọt của mẹ nó khi mà ựa thức ăn ra ấy, là nó như là sữa rồi, thì cho nên là dù sao chăng nữa bố mẹ của nó vẫn
nuôi dạy chúng nó tốt hơn các bạn. Đây mọi người xem nào, để mình kiểm tra xem là nó trong diều của nó có thức ăn không. Nếu trong diều của nó mà có thức ăn thì là mình đã hoàn toàn yên tâm rồi các bạn. Còn nếu mà không có thức ăn là hơi nguy hiểm đấy. À, wow, em ơi, cho anh xem nào. Ui, wow, trong diều nó vẫn có một chút thức ăn các bạn. Cái lý do thì thực ra thì hôm qua mình cũng chia sẻ với các bạn rồi, nhưng cả ngày hôm nay mình vẫn cứ theo dõi nó ấy. Rồi vẫn có một chút thức ăn cho nên mình yên tâm. Mình rất đáng ngại bởi vì là cứ mỗi một ngày nó, mẹ nó chỉ u nó có một chút xíu thôi, còn toàn bộ là con bố này này, con bố này của nó là nó không muốn cho mẹ nuôi con nữa, kiểu như là nó muốn bỏ con để dành tình cảm cho bố ấy, cho cái con trống ấy. Thế cho nên là nó không cho con mái nuôi con, rất chi là phức tạp đấy các bạn. Mình không mong muốn cái điều đó xảy ra đâu. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp mà phải bắt ra nuôi thì mình phải bắt ra nuôi, còn nếu mà không thì mình sẽ không mang ra nuôi đâu, bởi vì là mình không muốn làm như vậy. Nắm lúc nghĩ cũng ngại, bởi vì là bố mẹ nó nuôi nó tốt hơn, đúng không các bạn nhỉ? Mình nuôi thì bằng làm sao được bố mẹ nó. Nhưng mà các bạn bảo là bắt ra thì là bố mẹ nó sẽ nhanh đẻ hơn và sẽ mau đẻ được lứa khác ấy. Thì mình cũng không muốn, thực sự là không muốn. Nhưng nếu trong trường hợp bất đắc dĩ như đoạn đầu mình bảo rồi, là nếu trong trường hợp bất đắc dĩ thì vẫn sẽ phải làm như vậy. Đấy các bạn này, đấy, nó không cho con mái vào trong khu vực nuôi con đâu. Rồi sau đó con mái nó có trốn xuống đây này, trốn xuống cây mít này làm nó vẫn đuổi theo các bạn. Phức tạp lắm. Thôi bây giờ thì mình có lẽ mình kết thúc video đây các bạn, để mình rửa lốt KV và chăm sóc lốt những con vật của mình ấy. Hẹn các bạn ở video ngày mai nhé. Long Đen luôn chúc các bạn thành công trong cuộc sống và nhiều nhiều may mắn trong công việc.